Các bạn thân mến, rất vui khi ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị thì rất là mong muốn các bạn nhỏ của chị đã có thể lên online ngày hôm nay rồi. Bởi vì hiện tại thì chị đang có mặt ở đây để rất hy vọng có thể chia sẻ với các bạn về nhiều những điều thú vị mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Hello các em. Các bạn ơi, các em đã lên chưa nhỉ? Các em đã lên chưa? Các em đã lên chưa nhỉ? Gửi lời chào tới chị nha. Xin chào các bạn. Xin chào các em, hello. Ta cha hảo. Em đã lên chưa? À, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Có lẽ là chúng mình nên dành thời gian nhiều cho nhau thôi. Được không ạ? Chị cũng rất là muốn có thể phát trực tiếp hịn giống như là lớp mà các bạn đã từng được học ấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị không mang tai nghe về nhà, mà tai nghe thì lại vẫn ở lớp học cơ, thế nên là chị không thể sử dụng được. Hiện tại thì chị đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Em đã lên chưa nhở? Bởi vì buổi tối ngày hôm nay hứa hẹn chị sẽ chia sẻ với các bạn rất là nhiều những điều thú vị đấy. Thế nên là không biết là các em đã lên hay là chưa. Chị đang ở đây rồi và chị đang đợi các bạn. Nhanh chóng tag bạn bè của mình vào nhé, để chúng ta có thể bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với chị, được không ạ? Nhanh chóng tag bạn bè của mình vào nha. Xin chào Mộc Miên, xin chào em. Xin chào Ngân, xin chào Bích Phương. Xin chào Huyền Vũ, xin chào... Có chi mà buồn chị cơ chứ. Trời đất ơi, hôm nay các bạn ấy xôn xao lên. Không biết là cái việc gì việc chị sắp lấy chồng à? Mà tại sao chị còn không cả biết thông tin đấy mà các bạn lại biết thông tin đấy nhở? Mà dẫu cho thì chị có lấy chồng thì cũng đúng thôi, bởi vì chị cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, đúng không? À, xin chào Bích Ngọc. Em đã nhận được sách 9 cuốn sách rồi à? Cảm ơn em nhá. Hãy nghiên cứu thật là kỹ 9 cuốn sách này để có thể đạt được kết quả cao nhất nha. Xin chào anh Hào, xin chào, đã lâu lắm rồi mới gặp. Đã cố gắng dụ dỗ các em trong trường à? Không phải là dụ dỗ mà là gì ạ? À? Chia sẻ cái giá trị đấy, chia sẻ giá trị này để có thể lan tỏa cùng với chị thôi. Cảm ơn Bích Ngọc vì đã phản hồi tốt cho sách của chị. Hiện tại thì chị vẫn đang tiếp tục có những cái bộ sổ tay văn học để có thể gửi tới các bạn, để các bạn có thể tìm ra được một cái phương pháp học văn tốt nhất. Nên chị rất là hy vọng là các em có thể chia sẻ thông tin này với mọi người. Đừng giữ chị hiên cho riêng mình nhá. Bởi vì có nhiều thời điểm các bạn ấy hay nói với chị rằng là: chị ơi, em chẳng muốn chia sẻ, em chẳng muốn chia sẻ chị với ai cả. Em chỉ muốn chia sẻ chị cho một, em chỉ muốn giữ chị cho một mình em thôi. Nên là em không nói gì với bạn em hết. Trời đất ạ. Thích cuốn màu hường à? Đây hả? Cuốn này hả em? Đúng cuốn này không? Sổ tay văn học tập 3, cái đẹp từ những dòng văn, siêu đẹp. Cuốn này thực sự siêu đẹp luôn. Chị nhìn mà chị vẫn còn thích mê đây. Thật ra thì cuốn nào cũng có một cái vẻ đẹp riêng ấy. Ok, chị sẽ đồng hành cùng với em nhá, Bích Ngọc nhá. Cố gắng lên, cố gắng lên. Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chúng mình ở trong buổi livestream ngày hôm nay. Rất là nhiều bạn 2K2 đã bắt đầu hỏi chị về phương pháp học văn rồi. Và hiện tại thì chị đang có mặt ở đây để có thể chia sẻ với các bạn. Và đây sẽ là cái lần mà chị giải đáp cho các bạn công khai nhất về việc học văn. Được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá. Không biết là đã có nhiều bạn 2K2 chưa? Và các em đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay hay là chưa? Chị rất là muốn các em có thể cho chị thấy được động lực của các bạn. Các em ơi, các bạn đã lên chưa nhở? Ngày mai em đăng ký khóa học được không? Ok, nhưng mà ngày mai em phải đăng ký sớm nhá. Tại vì tối mai là đã khai giảng rồi. Tối mai là chị được gặp các bạn ở trong khóa học online đầu tiên của chị rồi. Rất là háo hức vì đã lâu lắm rồi thì chị không dậy. Chị cũng nghỉ được gần một tháng rồi đấy.
chuẩn bị quay trở lại với công cuộc của mình, chuẩn bị quay trở lại với công cuộc, sẵn sàng cùng với các bạn 2K2 chiến đấu để có thể có được một cái trận chiến nhẹ nhàng nhất. Nhưng mà vẫn thế à, nhưng mà vẫn cố gắng nhất có thể để có thể đồng hành cùng với các em, để giúp cho các bạn học văn không cần phải lăn tăn, cực kỳ là dễ dàng mà đạt được số điểm cao để các em có thể đạt được nguyện vọng của mình. Xin chào Yến Vi, xin chào Ngọc Lan, xin chào Thúy Hường. Trời ơi, các bạn ơi, nào chia sẻ giúp chị video clip này nhá. Bởi vì ngày hôm nay chị sẽ chia sẻ với các bạn về phương pháp học văn hiệu quả, và chị biết đây là một trong những cái thứ mà các bạn đang tìm kiếm ở trong giai đoạn này. Trong giai đoạn này thì không phải là về kiến thức quá nhiều đâu, bởi vì chị muốn là vào năm học thì chị sẽ chia sẻ với các bạn nhiều kiến thức. Còn ở giai đoạn này, chị rất muốn là chúng ta sẽ cùng nhau nói về phương pháp học văn hiệu quả trước, bởi vì phương pháp chính là cái yếu tố quyết định tới việc là các em có thể dễ dàng đạt được mục đích và mục tiêu của mình. Các em ơi, chị rất xin lỗi. Các bạn ơi, các em quay trở lại chưa? Xin chào Bảo Phương, xin chào em. Trời ơi, Thanh Thanh đưa ra một cái phương pháp thật là hiệu quả mà. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhau nhá. Và chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay cùng với chị về phương pháp học văn hiệu quả. Bao giờ chị cũng nói với các bạn một trong những điều rất quan trọng, đó là để chúng ta có một bài văn hay. Để chúng mình có được một bài văn hay thì bao giờ cũng sẽ bao gồm những yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất là các bạn phải thật là chắc về kiến thức nền. Kiến thức nền mà chị muốn đề cập tới các bạn ở đây là gì? Chúng ta có thời điểm hiện tại, chúng ta có 3 câu. Vậy thì đồng nghĩa với đó, kiến thức nền mà chúng ta cần có đó chính là gì nhở? À, chúng ta có thứ nhất là kiến thức nền của phần đọc hiểu. Đọc hiểu. Thứ hai, đó là kiến thức của phần nghị luận xã hội. Và thứ ba, đó là kiến thức của phần nghị luận văn học. Phải không ạ? Đây là ba phần kiến thức nền mà chúng mình cần phải quan tâm nhiều hơn cả. Và hãy nhớ giúp chị nhá, dù là bất cứ phần kiến thức nào thì đây cũng sẽ là những phần kiến thức rất quan trọng. Chị sẽ lấy một ví dụ đơn giản. Chúng ta đều biết rằng ở trong đề thi đại học thì câu 5 điểm là câu nói về một tác phẩm văn học, chính là câu đóng vai trò quan trọng nhất, phải không nào? Thế thì cái kiến thức nền mà chúng ta cần nhớ ở đây là gì? À, kiến thức nền mà chúng mình cần nhớ ở đây sẽ bao gồm những yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, yếu tố thứ nhất mà chúng mình có đó chính là về tác giả. Đúng không? Về tác giả. Yếu tố thứ hai mà chúng ta cần có đó là về tác phẩm. Phải không ạ? Tác giả và tác phẩm. Ở trong phần tác phẩm thì chúng ta lại chia ra thành những mảng kiến thức khác nhau, bao gồm ví dụ như là về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này, hay là những cái nội dung kiến thức, những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, phải không ạ? Thì có thể thấy rằng kiến thức nền là một trong những cái phần vô cùng là quan trọng. Chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản cho các bạn. Chúng mình có bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Các em ơi, các bạn có thấy ổn định không ạ? Các em có thấy ổn định không? Tại vì chị đang thấy là các bạn ấy bảo là có vấn đề ấy. Các em có thấy ổn định không nhở? Rồi. Quay trở lại cùng với chị nhá. Ổn đúng không? Rồi, chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản cho các bạn. Nguyễn Thi ơi, nếu như em còn muốn đăng ký lớp học online thì ngay lập tức nhắn tin cho fanpage nhá. Vì vẫn kịp đấy, vì tối mai mình mới khai giảng cơ. Thế nên là em ngay lập tức em nhắn tin cho fanpage ngay.
Có rất là nhiều bạn thì sau này thường nuối tiếc về việc là giá như mà em làm điều này sớm hơn. Nên chị cũng không muốn là các bạn sẽ nói từ giá như. Chị chỉ muốn các em hướng về phía trước thôi. Thế nên là chị muốn là các em nếu như đã cảm thấy mình cần phải làm gì thì hãy làm đó điều đó ngay giúp chị nhá. Bây giờ quay trở lại, chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản cho kiến thức nghị luận văn học. Thì chị đã nói với các bạn là kiến thức nghị luận văn học sẽ bao gồm hai phần, đó là phần tác giả và phần tác phẩm rồi, phải không ạ? Thì hãy nhớ giúp cho chị nhé. Ví dụ chị lấy bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, được không ạ? Nhá, ví dụ chị lấy bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chẳng hạn. Thì rõ ràng là cái phần kiến thức nền mà chúng mình cần học đó là kiến thức nền về tác giả Quang Dũng. Ví dụ một cái đơn giản chi tiết hơn nữa, chúng ta đều biết tới trong nền văn học Việt Nam hiện đại thì nhà thơ Quang Dũng được biết tới là một người nghệ sĩ đa tài. Bởi vì bên cạnh việc viết thơ thì Quang Dũng còn biết làm rất nhiều những thứ khác nữa. Và trong bất cứ môn nghệ thuật nào thì Quang Dũng đều giỏi cả. Thế nhưng mà người ta vẫn biết tới người nghệ sĩ này với tư cách trước tiên là một nhà thơ. Và bên cạnh đó thì Quang Dũng cũng được biết tới với một hồn thơ hồn hậu, lãng mạn, phong khoang và tài hoa. Ví dụ là như vậy, thì đấy là những cái kiến thức nền mà các bạn cần phải biết về tác giả, được không ạ? Thế còn về tác phẩm thì các bạn cần phải biết cái gì? Biết về tác phẩm ấy, thì các bạn sẽ biết về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Chúng ta có hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này là vào năm 1948. Và sau đó thì chúng ta sẽ suy ra những cái ý khác nữa liên quan để viết được cái đoạn này dài hơn và trình bày rõ hơn về cái bối cảnh ra đời. Bởi vì người ta thường nói rằng là bối cảnh ra đời thì chi phối rất lớn tới nội dung của tác phẩm, và quả thực là như vậy. Ra đời trong những năm tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp thì bản thân nhà thơ Quang Dũng đã tạc dựng lên bức tượng đài về người nghệ sĩ. À chị xin lỗi, về hình ảnh người lính Tây Tiến, là hình ảnh người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Phải không ạ? Rất phù hợp với hình ảnh mà chúng ta cũng đã từng bắt gặp trong bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Trinh Hữu, cũng là một bài thơ mà đã từng được viết vào những năm đầu của kháng chiến chống Pháp gian khổ trường kỳ. Ví dụ là như vậy. Sau đó thì các em sẽ bắt đầu tìm hiểu nội dung của bài thơ Tây Tiến, phân tích từng ý thơ, từng câu thơ, từng vần thơ và nội dung của cả đoạn hướng tới điều gì. Thì đấy là những cái điều mà các bạn cần phải làm sáng tỏ giúp cho chị. Hiểu không ạ? Nhá. Tiếp theo, ý thứ hai mà chúng ta cần phải có để có được một bài văn hay, chị từng nói với các bạn rồi, đó là chúng ta phải có một cái phương pháp. Được không ạ? Phương pháp rất quan trọng các em nhé. Nếu nói về mặt phương pháp, vậy thì hãy lưu ý giúp chị rằng chúng ta cần phải có phương pháp đúng. Được không ạ? Phải có phương pháp đúng. Ví dụ, lấy một cái ví dụ đơn giản, đó là nếu như mà cái dạng bài nghị luận văn học của chúng mình ấy mà vào dạng đề so sánh chẳng hạn. Ok không? Thì các em cũng phải biết cách làm. Hiểu chị không ạ? Thì các bạn cũng phải biết cách làm chứ. Chứ các bạn không thể nào mà làm theo cái dạng mà phân tích một tác phẩm, một văn bản được. So sánh là các em phải làm kiểu khác chứ. Mà các em phải phân loại xem đó là thuộc cái loại so sánh gì. So sánh hai vấn đề trong một tác phẩm hay là hai vấn đề trong hai tác phẩm. Thì cái phương pháp này rất quan trọng các em nhá. Cái phương pháp này được coi như là một cái khung sườn. Bởi vì nhờ có cái khung sườn đó mà chúng ta đi theo một con đường, chúng ta có một cái tấm bản đồ hoàn chỉnh để đến đích. Còn nếu như mà không có bản đồ ấy, thì chúng ta vẫn có thể sẽ đến đích, nhưng mà cái đường đi của chúng ta sẽ cực kỳ lòng vòng. Thậm chí là chúng ta còn không kịp đến đích khi thời gian đã kết thúc. Thế nên chị nghĩ rằng cái phương pháp này rất quan trọng. Đây chính là cái tấm bản đồ để cho các bạn có thể đến đích nhanh nhất và có một cái tư duy mạch lạc rõ ràng nhất, không bị sót ý, không bị thiếu ý. Được không ạ? À? Nhớ điều này giúp chị. Tiếp tục, chúng ta có một cái nữa mà các bạn rất cần quan tâm. Đó chính là chúng ta phải có được sự diễn đạt. Có thể thấy rằng là trong đề thi đại học ấy, thì có hai câu mà chúng ta cần rất nhiều tới sự diễn đạt, và thậm chí là cái câu đọc hiểu của chúng mình thì các em vẫn phải trình bày một cách rõ ràng và mạch lạc. Chính vì vậy mà chị nói rằng cái phần diễn đạt rất quan trọng. Câu cú, sử dụng từ ngữ ra sao, sử dụng từ ngữ như thế nào là một trong những cách để người ta thể hiện, người ta thấy được rằng là các em hiểu về vấn đề đó và các em có thể trình bày nó một cách có trình tự đàng hoàng. Phần diễn đạt này là một cái quá trình rất là dài mà chúng ta cần luyện tập, không thể nào mà tự nhiên có được. Thế nên chị hy vọng rằng là các bạn sẽ không vội vàng, các bạn sẽ không hấp tấp, mà các em sẽ cố gắng để từ từ mọi thứ thì chúng ta sẽ có được một cái bài viết tốt thôi. Được không ạ? Dục tốc bất đạt.
tất cả mọi thứ đều phải từ từ. Nhưng từ từ không có nghĩa là gọi là chậm như rùa, mà từ từ ở đây mà chúng ta cần phải gì ạ? Có một cái đường đi rõ ràng, có một cái lộ trình rõ ràng, được không? Rồi, chúng ta phải luyện tập hàng ngày thì cái diễn đạt của chúng ta mới tăng lên được. Giống như chị, tại sao chị lại có thể nói với các bạn và chia sẻ với các bạn về thuần thục như vậy? Chị cũng đã có một cái khoảng thời gian rất là dài để luyện tập. Chị cũng đã phải tốn một khoảng thời gian rất dài để viết nhiều hơn, đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn và tự sửa chữa câu cú của mình nhiều hơn. Thì đến thời điểm hiện tại chị mới có thể nói với các bạn trôi chảy và lưu loát được như vậy. Nên chị cũng rất là hy vọng em cũng sẽ như chị, em cũng sẽ sử dụng thật là tốt cái quỹ thời gian của mình để luyện tập. Và sau cái quá trình luyện tập thì các bạn sẽ có được những cái kết quả thật là tuyệt vời, được không ạ? Rồi, đó là về phần diễn đạt. Chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa mà các bạn sẽ cùng lưu ý với chị nhá. Đó chính là dẫn chứng bên ngoài, dẫn chứng liên hệ. Phần này cũng rất quan trọng. Trong đề nghị luận văn học ở thời điểm hiện tại, trong cái đề nghị luận văn học hay là nghị luận xã hội ở thời điểm hiện tại, chúng ta phải viết hai đoạn văn. Chúng ta phải viết đoạn văn và viết dạng bài văn. Thì cái dẫn chứng kể cả là trong câu nghị luận xã hội thì chúng mình cũng cần phải có dẫn chứng, mà trong câu nghị luận văn học chúng ta cũng cần phải có dẫn chứng. Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ tự trau dồi cho mình. Hiện tại thì chị Hiên vẫn dành tặng dẫn chứng nghị luận xã hội cho các bạn khi mà các bạn đặt mua bộ sổ tay văn học như thế này. Đây, đây là bộ sổ tay văn học của chúng mình. Các bạn có thể đặt mua 9 cuốn này để các bạn về bắt đầu học từ bây giờ. Có rất là nhiều bạn 2K3 học lớp 11 cũng đã sử dụng bộ sổ tay văn học này rồi. Thế nên là chị nghĩ rằng đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn, một cái sự gợi ý cho các bạn để các bạn không phải tốn thời gian tìm tài liệu, mà các bạn có được những cái tài liệu cần thiết nhất trong quá trình học của mình. Vừa giúp đỡ các bạn trong thi học kỳ, vừa giúp đỡ cho các bạn ôn thi đại học. Chị nghĩ đây sẽ là bộ tài liệu giúp cho các bạn tiết kiệm rất là nhiều thứ, thời gian đi tìm sách, công sức đi tìm sách, tiền bạc để mua rất nhiều sách. Thế nên chị rất là hy vọng là nếu như mà các bạn cảm thấy cần thiết cho bản thân mình thì có thể thử tìm hiểu thêm về bộ sách này các em nhá, được không ạ? Đây, chị sẽ cho các em nhìn thấy. Hiện tại thì chị không thể nào mà dơ hết được cho các bạn nhìn, các em có thấy không ạ? Ok chưa? Rồi nhá. Bây giờ thì quay trở lại, chị đang nói phần dẫn chứng liên hệ. Chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản để các bạn định hình được này. Dẫn chứng liên hệ của chúng mình, ví dụ ở trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, chúng ta hoàn toàn có thể lấy những cái đoạn thơ hoặc là những cái nhận định để đưa vào giúp cho bài viết của chúng mình sâu hơn. Ví dụ như là chúng ta có cái đoạn thơ trong bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Trinh Hữu: đầu súng trăng treo, đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cảnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Hay là chúng ta có đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có mong chi đâu ngày trở về, ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thả chết không lùi. Thì đấy, ví dụ là những cái đoạn như vậy. Hoặc là Tây Tiến biên cương mở khói lửa, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Thì đấy chính là những cái dẫn chứng liên hệ mà các bạn có thể, các em có thể thêm thắt vào bài viết của mình để giúp cho bài viết của mình hay hơn. Vậy thì các em ơi, cái lộ trình mà các bạn, chị đưa ra cho các bạn ở trong giai đoạn này là gì? Bước đầu tiên, hãy học kiến thức nền thật chắc giúp chị. Chúng ta sẽ dành khoảng thời gian trước Tết này để học kiến thức nền. Bởi vì một căn nhà vững chắc bao giờ cũng cần một nền móng vững chắc. Và chị tin rằng là kiến thức nền vững chắc thì các em làm cái gì cũng dễ hết. Thế nên là chị rất là hy vọng các bạn có thể, các em có thể học thật là chắc kiến thức nền. Tiếp sau đó chúng ta sẽ học về phương pháp. Sau Tết chúng ta bắt đầu học về phương pháp. Trong quá trình đi cùng với các bạn, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cả về phần diễn đạt và cả về phần dẫn chứng liên hệ thêm để các bạn có được những thứ này đưa vào bài viết của mình cho hay hơn nữa. Thì hãy cứ theo đúng lộ trình mà chị hướng dẫn cho các em: học kiến thức nền, sau đó học về phương pháp, sau đó học về diễn đạt, sau đó học về dẫn chứng liên hệ. Thì chắc chắn các em sẽ có được một số điểm văn như ý muốn của mình, thậm chí là còn cao hơn cả những dự định của mình đưa ra, được không ạ? Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì khá là ít bạn xem, cộng thêm với việc là có thể là chị chưa báo trước, cộng thêm với cái việc là mạng nhà chị cũng hơi bị có vấn đề một chút xíu nữa. Thế nên là chắc là chúng mình sẽ tạm dừng tại đây nhá. Chị rất là muốn chia sẻ nhiều hơn với các em, nhưng mà chị nghĩ rằng là chắc là để buổi khác, tại vì ngày hôm nay cũng không có nhiều bạn đang xem phần livestream này. Mà hiện tại thì chị lại không mang cái kẹp về, thế nên là bây giờ chị đang rất là mỏi tay rồi, chị cứ phải cầm điện thoại tay thế này và nó rung 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 rung.
Thế nên là chị rất là muốn, cực kỳ là mong muốn các bạn của chị có thể chia sẻ cho 2K2 về việc là các em đã học văn với chị đạt được những hiệu quả như thế nào, để chị mong là kiến thức của chị có thể lan tỏa được nhiều với các em 2K2 hơn. Các em có biết không, đôi khi chỉ một cái share của các bạn, hoặc một cái tag của các bạn, hoặc một cái like của các em thôi cũng đã là những cái động lực rất là lớn đối với bản thân của chị rồi. Thế nên chị rất mong, cực kỳ mong mỏi là các bạn nhỏ của chị có thể giúp chị lan tỏa những phần kiến thức như thế này, để cho các bạn 2K2 có thể tìm được con đường đi đúng nhất cho mình ở trong giai đoạn hiện tại, và môn văn sẽ không trở thành một môn học quá khó khăn đối với các em ấy, được không ạ? Rồi, ok, vậy thì ngày hôm nay một phần chia sẻ nho nhỏ với các bạn. Chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi, tất nhiên rồi. Và chị Hiên vẫn luôn luôn ở đây để đồng hành cùng với các em trong suốt chặng đường dài phía trước. Cảm ơn các em vì đã đón xem phần livestream bất ngờ này của chị. Và chúc cho các bạn một lát nữa sẽ ngủ thật là ngon các em nhé. Chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhỏ của chị nha. Bye bye. Ừ ok. À, các bạn ơi, nếu như có bất cứ thắc mắc gì thì đừng quên nhắn tin cho chị nhá. Được không ạ? Xin chào Hoàng Phúc. Các bạn ấy vẫn đang comment, các bạn ấy vẫn đang comment cái phần livestream này, và chị thấy là vẫn còn những bạn 98 vẫn đang xem phần livestream của chị. Các bạn 2K vẫn xem, các bạn 2K1 vẫn xem. Và đối với bản thân của chị đấy là một cái động lực rất là lớn. Ngày mai thì chị đã được gặp các bạn ấy ở trong khóa học livestream rồi. Và chị đang rất là mong đợi, đang rất là mong đợi các bạn ấy. Em không biết nên vô trễ. Tâm sự à? Các bạn muốn chị tâm sự gì? Thôi nhá, chúng mình sẽ tạm chia tay nhau ở đây nhé. Và chị sẽ sớm quay trở lại cùng với các bạn thôi. Bye bye!